Phường có bản tin Hoa Tình Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thấm thoát đã hơn 10 năm và hôm nay là cuộc họp mặt lần thứ 2 của sư đoàn 9 bộ binh để gợi lại tình huynh đệ chi binh được tổ chức tại nhà hàng Thần Tài. Có hơn 230 quan khách từ những tiểu bang xa về tham dự và làm bầu không khí thật là ấm cúng. Sư đoàn 9 bộ binh là một trong ba đại đơn vị sư đoàn bộ binh chủ lực quân trực thuộc quân đoàn 4, quân khu 4 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động hành quân bình định lãnh thổ và trách nhiệm một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc miền Tây. Sư đoàn được thành lập trong hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa đang phải đối phó với cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, áp dụng hình thức du kích chiến, đánh lén, khủng bố. Mặt trận này là con đẻ của Cộng sản Bắc Việt. Trước tình hình này, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định tổ chức thêm một đơn vị chủ lực quân để hỗ trợ và trách nhiệm vùng hoạt động cùng với hai sư đoàn 7 và 21 tại miền Tây. Ngày 1 tháng 1, 1962, sư đoàn 9 được thành lập tại Phú Thạnh, Bình Định do Đại tá Bùi Dinh làm tư lệnh. Sau thời gian tổ chức, phối trí và huấn luyện tại Dục Mỹ, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh đầu tiên di chuyển về đồn trú tại căn cứ Bà Ghi thuộc quận Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trách nhiệm chính của sư đoàn bấy giờ là bảo vệ an ninh lãnh thổ vùng Bắc Bình Định từ đèo Mang Giang, Phù Cũ đến Tam Quang, Bồng Sơn. Ngoài Đại tá Bùi Dinh là tư lệnh đầu tiên, các vị tư lệnh kế nhiệm khác là Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng đã bỏ mình trong nhà tù Cộng sản. Trung tướng Vĩnh Lộc đã qua đời năm 2009 tại Texas. Trung tướng Lâm Quang Thi hiện cư ngụ tại California, Thiếu tướng Trần Bá Di hiện cư ngụ tại Florida và tư lệnh cuối cùng là Trung tướng Huỳnh Văn Lạc hiện tại ở Bắc California. Sư đoàn 9 bộ binh được mệnh danh là sư đoàn mũi tên thép vì phù hiệu của sư đoàn gồm có số 9 với hai phần xanh đỏ cùng với mũi tên hướng về phía Bắc tượng trưng cho công cuộc Bắc tiến, đánh tan tập đoàn Cộng đỏ, mong khôi phục đất nước về một mối gồm Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Sóc, đánh đuổi quân Cộng ra khỏi địa điểm Mo So thuộc vùng Kiên Lương, Kiên Giang. Trong chiến dịch giải tỏa rừng U Minh, sư đoàn 9 bộ binh với Bộ Tư lệnh nhẹ vào chiếm căn cứ Rạng Đông, các trung đoàn với các tiểu đoàn cơ hữu, chiếm các căn cứ như Toàn Thắng, Bình Minh và Biện Nhị. Cuối năm 1971, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã bay vào ăn Giáng sinh tại các căn cứ nằm trong rừng U Minh này. Mùa hè năm 1972, chiến đoàn 15 thuộc sư đoàn 9 bộ binh được vinh dự tăng phái cho lực lượng giải tỏa An Lộc và là một trong những đơn vị bắt tay với đơn vị tự thụ của tướng Lê Văn Hưng. Người hùng chỉ huy chiến đoàn 15 này chính là Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, người đã anh dũng chống lại quân Cộng sản tại Chương Thiện đến viên đạn cuối cùng ngày 1 tháng 5 1975 trước khi bị chúng đem ra hành quyết một cách hèn hạ. Vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Huỳnh Văn Lạc nhận được lệnh từ Trung ương cho biết sư đoàn 9 bộ binh phải chuẩn bị để tiếp đón nội các chính phủ về miền Tây. Trung tướng Lạc đã điều động trung đoàn 14 do Đại tá Lê Văn Năm làm trung đoàn trưởng đang hành quân tại vùng Long An thi hành lệnh này cùng với một chi đoàn thiết giáp. Lực lượng đang trên đường tiến về Bến Lức thì được lệnh hủy bỏ. Thật là đáng tiếc nếu không là tình hình miền Nam lúc đó đã diễn tiến qua một khúc quanh khác của lịch sử và biết đâu chúng ta đã không thành những kẻ lưu vong như hiện nay. Cái lý do của buổi ngày hôm nay á, là chúng tôi muốn tụ họp một số anh em để chiến hữu sư đoàn 9 bộ binh đã lâu năm không có dịp để mà về tề tự gặp lại nhau hàn huyên tâm sự kể lại những chuyện cũ kỷ niệm ngày xưa để mà có cơ hội để gặp lại nhau. Đó là cái lý do thứ nhất. Và theo cái một phần nữa là những cái vị này á đã cao tuổi hết rồi, và trong đó có tướng Trần Bá Di và một số các vị tư lệnh khác. Tôi làm cái buổi này để mà nêu cao tinh thần của những người chiến sĩ và những người lính đã từng chiến đấu năm xưa. Và đó là cái lý do thứ hai mà chúng tôi tổ chức buổi hội ngộ ngày hôm nay. Lúc đầu thì chúng tôi tổ chức cái này là theo ý của tướng Di, thì mọi công chuyện đang tiến hành tốt đẹp. Thì vào cái tuần lễ thứ ba trước khi mà buổi hội bắt đầu thì chúng tôi được tin tướng Di là bị một cái tai nạn ở tại Florida, không thể về tham dự buổi họp ngày hôm nay được. Đó là một điều rất đáng tiếc và chúng tôi cầu mong cho sức khỏe của tướng Di mau bình phục để có ngày chúng tôi sẽ gặp lại tướng Di. Tôi rất là vui mừng khi gặp lại anh em sư đoàn 9, tất cả quân nhân sư đoàn 9
là trong đêm hội ngộ hôm nay, là tại vì mấy mươi năm mà chiến đấu ở Việt Nam đó không có dịp mà đi gặp đông đảo như thế này. Bây giờ đó là một cuộc sum họp có thể nói rằng rộng lớn mà đầy đủ hết. Tôi rất là vui mừng. Tôi từ Chicago đến để tham dự cái ngày hội ngộ của Sư đoàn 9 Bộ Binh. Tôi lái xe 12 tiếng bởi vì Sư đoàn 9 rất là có thâm tình với tôi. Vì cái người tư lệnh đầu tiên của Sư đoàn 9 là anh tôi. Do đó anh tôi có ủy nhiệm từ bên Pháp, có ủy nhiệm ca cho tôi là đến tham dự với Sư đoàn 9 Bộ Binh. Thành thực ra là tôi đến với Sư đoàn 9 Bộ Binh trong tình chiến hữu và trong tình huynh đệ. Bích Phượng tường trình từ Fortress, Virginia.